Hello, chào tất cả em, chào mọi thứ mình. Chúng ta lại tiếp tục với chủ đề giờ ra sao. Và ngày hôm nay, chai nước hoa mình mua đến ở đây đó là một sản phẩm của nhà YSL và nó có tên là Lanudalone. Đó, người đàn ông của bóng đêm. Đây là chai nước hoa có thể gọi là cùng với một số sản phẩm khác như là YSL Y EDP thì Lanudalone là một trong những sản phẩm khá là phổ biến của nhà nước hoa này ở Việt Nam. Ở nước ngoài thế nào thì mình không biết. Và trong video này thì mình sẽ đánh giá về mùi hương của nó, về những cái nốt cơ bản và cái dựa trên quan điểm cá nhân của mình sẽ đánh giá của nó, mùi hương của nó hiện tại giờ ra sao và có cần thiết phải sở hữu nó hay không. Ok, và nếu như có thể thì mình rất hy vọng các anh em ủng hộ mình một vài sản phẩm full hoặc là chết, mình rất là cảm ơn. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay, Lanudalone giờ ra sao. Ok, let's go. Ok, đầu tiên chúng ta hãy cùng nói về những cái nốt hương chủ đạo mà có thể cảm nhận được khi mà ngửi mùi hương của Lanudalone. Với cảm nhận của mình thì ở đây có hai nốt chúng ta có thể ngửi thấy rất là rõ, đó là hoa oải hương và cardamom, bạch đậu khấu. Hoa oải hương như một cái video gần đây mình vẫn nói, nó có một cái mùi hương tùy theo cách blend, cách làm của perfumer, đôi khi nó rất là nồng nàn, nó rất là quyến rũ. Thế nhưng ở một số chai khác thì mùi hương của nó cũng có một dạng kiểu powdery đó, một dạng như kiểu hoa ép khô ở trong chai sách ấy, tùy theo cách blend. Nó khác với hoa hồng, đôi khi với cảm nhận của mình nó hơi thiên về nữ tính, nó giống như một cô gái nhẹ nhàng và trong trẻo. Tùy về cơ bản, cảm nhận của mình về hoa hồng nó là như thế. Còn hoa diên vĩ, nó rất là lạnh lùng, nó một chút powdery và không có một cái vẻ gì đấy, nó vồ vập để mà chứng tỏ với mọi người, để thu hút mọi người. Đó, còn hoa hải hương thì đôi khi nó rất là nồng nàn, nó rất là quyến rũ và đôi khi nó giống như một cái một chút phấn, giống như một cái cánh hoa mình ép để lâu ngày trong trang giấy. Đấy là với cái mũi của mình á, chứ không phải là một cái tiêu chuẩn. Còn nói qua một chút về bạch đậu khấu, anh gọi là cardamom. Với mùi hương của bạch đậu khấu với mình thì nó là một chút cay nồng. Không thể gọi là một chút mà là cay nồng, dày và khá là tối. Thì trong ngành pha chế, cardamom là một nhân tố rất là quan trọng trong cái nhóm hương spicy, nhóm hương cay nồng. Không thể nói là 90%, thế nhưng ở những cái chai nước hoa mà theo một phong cách fresh spicy hoặc là warm spicy, cay nồng nhẹ và cay nồng ấm, thì bạch đậu khấu đóng một vai trò khá là quan trọng, kết hợp cùng với tiêu, vetiver, gừng đó vân vân, rất là nhiều những cái nguyên liệu mà theo cái tông mùi hương của spicy cay nồng. Và bạch đậu khấu nó là một cái nguyên tố rất là quan trọng, bởi vì có thể là cùng với tiêu, cùng với gỗ tuyết tùng, cùng với cỏ hương bài, chúng ta đã có thể sở hữu một cái mùi hương cay nồng. Thế nhưng đối với mình, bạch đậu khấu nó giống như kiểu là một cái nhân tố X đó. Nó là một cái mảnh ghép rất là quan trọng. Đôi khi nếu mà thiếu ấy, chúng ta sẽ ngửi cái mùi hương, cảm giác nó không có cái độ sâu, nó không có cái độ dày. Đối với mình thôi nhá, chứ mình không nó phải là thế này, nó phải là thế kia, thì không phải. Đối với mình, theo những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mùi hương của mình, thì bạch đậu khấu đối với mình nó là một cái nhân tố rất là quan trọng. Mình nói lại, đó nó giống như là một cái nhân tố X trong những cái nhóm hương, đặc biệt là trong warm spicy, cay nồng ấm ấy, thì nó giống như kiểu một cái nhân tố X úp, là có thể là chỉ cần một chút xíu thôi, mùi hương nó có độ sâu, độ dày, nói chung rất là quan trọng. Thì theo đánh giá của Base Note 500 chai nước hoa hiện đại rất là phổ biến, thì Lanudalone nó được xếp ở vị trí thứ 19. Thì chúng ta có thể thấy rằng mùi hương này nó được đánh giá rất là cao ở Việt Nam và ở bển đó. Đấy là một cái thực tế chúng ta không thể phủ nhận. Nói lại về mục đích sử dụng của chai nước hoa này, bản thân tên của nó đó là người đàn ông của bóng đêm, thì chúng ta cũng đều hiểu rằng nó rất hợp với các cái dịp mà chúng ta sử dụng vào buổi tối. Ở đây, buổi tối ở đây là những cái sự kiện gì? Nó có thể là một buổi đi hẹn hò riêng, một buổi đi uống nước bạn bè,
đó, và có thể là những cái buổi gì đấy mang tính chất riêng tư cá nhân tùy mỗi người, thì có thể nói rằng Line the Loom nó rất là thích hợp về việc chúng ta sử dụng để đi hẹn hò, để đi một cái gì đấy tìm hiểu, một cái gì đấy nó là cái cá nhân của chúng ta. Chúng ta cần một cái mùi hương nó có cái tính sexy, lãng tử, thu hút. Đó, một người đàn ông mà khi mà các chị em ngửi vào một cái mùi hương gì đấy vào buổi tối, và chúng ta có thể muốn rằng các chị em có thể mê mẩn, các chị em có thể muốn một cái gì đấy nó đọng lại trong tâm trí của các chị em, một cái mùi hương nào đấy mà để cho chị em về ngẩn ngơ, nó không hiểu hôm nay anh ấy ít xịt mùi gì mà ngửi thấy nó quyến rũ thế, nó thơm tho thế. Thì Line the Loom được làm để mà với những cái mục đích như thế. Nó không hợp để sử dụng trong văn phòng một cái dịp gì đấy nó mạnh mẽ, nó hào nhoáng. Thế nhưng vào những cái gì liên quan đến buổi tối nhẹ nhàng thì Line the Loom rất là thích hợp. Đấy là cái mục đích sử dụng của mùi hương trái nước hoa này. Và được ra mắt từ năm 2009 cho đến bây giờ đó là 2021, có nghĩa là nó cũng đã là 12 năm. Thì chúng ta hãy cùng đánh giá nó sau 12 năm, mùi hương này hiện nay nó giờ ra sao. Điều đầu tiên chúng ta cần nên biết đó là nó đã bị reform mùi. Thực ra thì với một cái quãng thời gian 12 năm thì đừng nói là nước hoa, với một con người, với một bất kỳ một cái gì đấy, sau một khoảng thời gian hơn 10 năm thì cái việc mà nó bị biến đổi, nó đã thay đổi cũng không thể tránh được. Kể cả là với cái xu hướng thời trang, sau 10 năm cái xu hướng thời trang nó đã có sự thay đổi. Có thể là hơn 10 năm trước người ta chuộng quần ống đứng, thế nhưng sau 10 năm người ta giờ lại chuộng quần ống loe. Cái đấy là cái chuyện hết sức bình thường. Và Line the Loom cũng không thể tránh khỏi được cái quy trình vận động đó. Nó đã bị reform mùi, nói chung là đến bây giờ so với phiên bản, mình có hai phiên bản, đó là 2015 và 2010 thì phải, mình không nhớ chính xác lắm. Phải khá là mình có hai sở hữu hai chai đời khá là sâu. Thì mình cũng đã được ngửi phiên những cái mùi hương phiên bản mới, và có thể nói rằng về mùi hương và cũng như hiệu năng mùi ít nhiều cũng đã bị ảnh hưởng. Với mình thì mình cho rằng là nó đã bị ảnh hưởng, còn ít nhiều nó tùy quan điểm của mỗi người. Bởi vì để mà so sánh, các bạn phải cần phải có những cái phiên bản đời cũ này thì chúng ta mới có thể có một cái cảm nhận nó chính xác. Còn đối với mình là hiện tại Line the Loom nó đã bị reform mùi, còn ở mức độ nào thì là tùy mỗi người, cái đấy là tùy mỗi người đánh giá. Còn nó đã bị reform, đấy là điều đầu tiên mọi người cần nên biết. Điều thứ hai đó là vào thời điểm hiện tại, mùi hương của Line the Loom có còn là độc đáo, có còn là một cái mùi hương rất là tốt sử dụng trong buổi tối hay không? So với hiện tại bây giờ, với có rất nhiều những cái sản phẩm đó, rất nhiều những sản phẩm mùi hương được ra mắt. Bởi vì như mọi người đều đã biết, hiện nay niche cũng ra rất là nhiều phổ thông, rất nhiều, thậm chí là cả indie. Đừng nói là indie là những nhà nước hoa độc lập mà họ ra với một cái số lượng hạn chế, cái đấy thì là nhầm. Có nghĩa là bây giờ với cái sự phổ thông của niche và indie thì Line the Loom nó không còn là một cái mùi hương dùng cho buổi tối mà có một cái sự độc đáo, có thể gọi là thú vị nữa. Ở đây mình không nói là nó đã bị kém đi, mùi hương đã chán đi, mà đây là chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn khác dùng cho buổi tối. Đó, kết luận lại, mùi hương này hiện nay có cần thiết phải mua nữa hay không? Đây là một cái câu trả lời rất là khó đối với mình. Bởi vì nếu mà ai mà để ý thì mình là một fan rất là cứng cựa của Line the Loom. Mình là một fan rất là thích mùi hương của trái nước hoa này. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải thẳng thắn, một cách nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng vào thời điểm 2021 này, đây không phải là một mùi hương bắt buộc phải sở hữu.
Bởi vì chúng ta có hiện nay trên thị trường có rất rất nhiều những chai nước hoa nó có về hiệu năng mùi này, về độ thu hút không hề kém cạnh lần rồi lồn, và nó nhỉnh hơn về hiệu năng mùi đó. Đấy là một cái chúng ta phải thừa nhận, và như mình đã nói ở lúc trước, đó là có rất rất nhiều những sự lựa chọn mùi hương dùng cho buổi tối. Mặc dù Landerlom nó vẫn rất là quyến rũ, nó vẫn rất là thú, thế nhưng nó bên cạnh nó còn rất rất nhiều sự lựa chọn khác, không phải một mình nó nữa. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến kênh em những cái đánh giá, chia sẻ của mình đi về mùi hương của Landerlom giờ ra sao. Tôi hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share để những mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.